Xin chào quý vị anh chị các bạn. Hôm nay mình đang đóng cái cây trụ điện đây. Trụ điện đây mình ổ ăn đây. Mình chuẩn bị mình sẽ xong ổ ăn này, mình bác ổ ăn này về mình nuôi. Đó. Đó quý vị ơi, ổ ăn này. Đó, mình tranh thủ mình đi làm sớm để về mình làm còn làm công việc nữa. Đó, cho ăn nhiều khi có khi nó ra rất là rau lao. 5-6 tiếng nó ra, chứ mà mình làm lao theo ngang nó khỏe, nếu mà làm nhanh quá ăn sạch nó trời vào gió với lòng nổ mình ngon là nhiều quá sạch nó ra nó bệnh nó. Thì mình nên là đi chậm cho nó ra chậm chậm thôi, nó tấu cho ngang để về mình nuôi. Đó, bây giờ mình đi sớm cho nên nó hơi tối. Giờ bắt đầu mình sẽ xông nhon. Đó, xông nhon, lấy nhon mình xông vô cái lỗ này. Đó, lấy nhon mình xông vô cái nhũ này quý vị ơi. Đó. Rồi nếu mà xíu nó trại xón thì nó bây giờ nó xón lần, bây giờ cả năm giờ rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đưa nhon vào. Đó. Đó, quý vị, bây giờ mình đốt nhon đây. Đó, mình đốt nhon mình chuẩn bị mình sẽ đốt sớm sớm. Không quý vị, nha, mình đốt nhon, nha. Bây giờ mình sẽ tới, mình sẽ đưa vô cây trụ điện. Đó. Đó. Mình sẽ đưa nhon vào đây quý vị. Đó, đưa nhon vào đây. Để cầm ha. Rồi. Bọn ơi, cây... ở đây thì cây này nó cũng thấp thôi. Đó, mình để cái nón này. Mình để cái nón thấy không? Đó, cây này nó cũng thấp thôi. Đó, thấy không? Đó. Cái này bây giờ mình xong nghe, bây giờ mình xong. Đó. Giờ mình sẽ để nhon vô. Mình để nhon vô đây. Rổ cái pin vô đó giùm coi. Đó. Rồi bên vô đây quý vị ơi. Cây nhon thôi. Rồi vỗ ở đây nó. Bên này nữa, đây bên này nữa. Nó ra thôi. Nó ra khó, nó ra. Ui quá trời nè. Nó rọt sớm không mà. Ừ, khó nó làm bay rồi đó. Sao? Đó, nó... Ủa, anh quần này đây quá chừng đi. Giờ mình đã đưa nhon vô rồi. Không đưa nhon này đó. Giờ bắt đầu nó ăn nó có... Mình sẽ xong đó. Đó. Rồi để xíu nó chạy xón mình... Để coi. Em nói xong. Đâu quý vị ơi, bây giờ mình không bao giờ ăn nó ra đâu quý vị ơi. Thấy không? Nó này ra thấy không? Đó. Này. Đâu quý vị. Đó, mình mới xong nhon mình nó ra rồi thấy không? Đó. Nó ra một cục rồi thấy không? Đó. Nó ra rồi quý vị, thấy không? Nó ra bên này. Đó. Xong nhon phía dưới. Xong nhon ở đây. Đó. Ở đây nó không ròa mà ròa ở đây. Ở hướng này. Đó, thấy không? Lỗ ở đây nó cũng không ròa luôn mà ròa lỗ tràn mờ. Xong mình xin tầm dần xíu đi. Té cái xón này.
Đó, bọn tham nó ra nhiều rồi tham. Đó. Ra nhiều rồi đó tham. Ra đấm rồi đó. Đó quý vị, đó. Dạ ra đó. Tham. Ra nhiều rồi tham. Đó. Cái này mình đốt một bó nho thôi. Con này nó cũng thấp rồi các bạn ơi. Quý vị ơi cũng dễ đốt. Nó thấp thôi cho nó không câu gì. Chỗ khu này cũng trống. Khu này cũng trống, cào giờ nó xoắn 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 lằn nè. Đó. Giờ trời nó xoắn xoắn rồi quý vị ơi. Đó. Nó mình đoan bác quan cảnh đây, Thâu Quang Bình mình đây, cái quan vô luôn không, hả? Anh này anh tới anh gần đây anh coi, hả? Bây giờ trời xóa này đây, hả? Nó đoan ra đâu quý vị, nó đèn coi này, hả? Mình xăm nhon từ từ cho nó ra lằn cũng được. Đó. Mình tụ điện đây. Đó. Rồi để xíu nó ra nhiều thì mình quay cho quý vị xem. Đó, quý vị ơi giờ ăn nó ba hơi toán lọn một xíu. Đó. Đó. Đón lọn chút. Nó ra cũng nhiều rồi quý vị. Không qua nhiều ha. Giờ mình mong là bác được con chúa nữa thôi. Quan này cũng ăn cũng đẹp. Ai gọi là ăn rùi ăn rú á quý vị. Nó y như rùi nhỏ nhỏ nè. Mình đoan chờ kiếm con chúa để mình bác. Mong là bác được con chúa. Để mình về mình nuôi. Nó ra bên đâu vậy ơi. Bên này nó không có ra gì bao nhiêu. Chủ yếu nó ra bên kia thôi. Ra bên này thôi. Ra bên này thôi vậy. Bài toán loạn ha. Giờ cũng xoắn rồi. Để cái ghế mình ngồi. Ngồi mình coi có gì ra mình bét luôn chứ. Để lỡ con chúa nó ra nó bay đi quý vị. Mình do mình mới nuôi nên mình chưa có con chúa nên mình cũng sợ. Mắc con chúa. Con chúa là mình không có mình nuôi. Như các anh chị đã nuôi rồi thì có con chúa như dễ. Đó, mình người mới cho nên cũng rất là mong là có được con chúa. Bây giờ nó ra đoan ra. Ăn này cũng đẹp thưa quý vị ơi, ăn nhìn rất đẹp, ăn con cũng to đẹp. Nè cái nón này, nón nó cũng đoàn đu xa xa lên cái nón thôi chứ nó không đu nhiều lắm. Ăn ăn đực thế chưa có ăn đực. Thấy ăn thợ thôi chứ ăn đực chưa thấy quý vị. Đực nó màu đen, nó tròn tròn
Còn chúa đít nó dài, nó to hơn, nó gấp đôi ăn thợ, nó to gấp đôi. Cho nên là cũng dễ biết thôi. Quý vị nghe nó o o đã không? Bây giờ nó ba nó quằn quá vậy ơi. Ba quăng. Bạn vừa thấy con chúa rồi ăn cái gì? Để mình tắt video ở đây, có gì ăn chúa nó ra cho mình bác lại rồi mình quay cho quý vị xem. Đó, bây giờ quý vị thấy nó ra nó đưa lên, nó lên tút lên trên luôn, thấy không? Nó bò lên cái nó này không? Đó, thấy không? Đó, nó bò theo đường dài luôn á. Chúa vẫn chưa ra rồi quý vị ơi. À, nó qua phía này nữa nè, ra phía này nữa, ra hai bên. Đó, giờ nó bay toán loạn hay. Mong rằng là con chúa. Hãy toán lộn. Nó mò theo cái đường dài dài đó, cái đẹp quá vậy, thấy không? Ăn này ít cái thấy ăn được quý vị ơi, thấy nó cũng không có no mặt ra, nhiều chỗ nó ra mặt, nó no mặt mà ở đây nó không no mặt vậy. Bây giờ mình bác được con chúa nên bỏ vô cái lồng rồi quý vị ơi. Đó, sau vô 5 tiếng đồng hồ bác được con chúa bỏ vô rồi. Đó, hồi giờ ăn nó đang gom lại đó. Ở phía này nó cũng bay qua đó hết luôn. Con chúa đây, nó mang ăn gì nó bu lại cái, trong cái lồng của mình đó quý vị. À,
À, từ sáng giờ giờ đã bắt được chúa rồi, chúa giờ mới ăn kia, giờ mới ăn vô phủi phủi cho nó qua bên kia. Phủi cho nó qua bên kia quý vị ơi, qua ba bên kia. Để nó xấu nè, ở đây mình nó buồn. Ở đâu nó coi chúa được quý vị. Chúa nè ở. Đó, nó gom cho nó thấy quý vị thấy không? Chúa nợ đó thì nợ. Ờ, quý vị thấy ăn chúa không? Thấy không? Chúa nó đu ra này quý vị thấy không? À, chúa nó đây cho mấy con như nó đu vô không quý vị? Thấy không? Đó. À, giờ nó đu hết vô á. À, mà đây mình phủi luôn. Chúa nó ra nó cũng toán loạn nghe quý vị. À, nó ra khi mà chúa nó ra lao thì nó có ổn định, chứ mà chúa vừa mới ra nó cũng toán loạn quý vị ơi. À, chúa nó ra nó cũng toán loạn hết á. À, xong một xíu rồi nó ổn định. À, nó ổn định đoàn lại, bu nó cũng ổn định lại. À, tạm thời mình đã nhốt con chúa phía trong nó thành công. Mà lấy để mà lấy cái cây mà lấy xi mặt lấy nhậm ở trong này mình quét vô cho nó đó. Quét vô cho ở trong đó thì mấy ngang gì nó bù lại. Quét ở đây, thả ở đây quý vị ơi. Đó. Mà lấy quét xi mặt bao nhiêu này để cho mấy ngàn gì nó đủ vô. À, mình đã thành công bác ổ ăn này quý vị ơi. À, bây giờ mình chỉ còn là bỏ cái mùng xuống nữa thôi, là mình cột là mình xách về thôi. À, ăn bên này nó cũng đã vô hết rồi. À, mình gọt hết để cho nó vô. À, này à, này coi chúa nó vào thấy vô quý vị thấy không? À, chúa nó đủ thấy vô. Cô ăn này cũng lớn quý vị. Họ cái này chắc coi nếu mà cần được cái máy á, ăn á. Đây mình gom hết vô luôn. Còn mấy con nó bay bay giờ này gom hết luôn. Rồi mình chỉ còn việc thu gom lại. À, bỏ cái mụn xuống nha quý vị. Thôi mình chia sẻ video cho quý vị tới đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. À, có gì về mình sẽ quay cái chúa. Có thể mình bác, mình cắt một bên cái cánh. À, cảm ơn quý vị. Mình đã bác bỏ vô.
cột lại. Rồi bây giờ mình sẽ về thôi. Đó, vô cái mụn, vô cái mụn. Cái cánh đi. Mày. Đó quý vị ơi, các bạn ơi, bây giờ mình đã bác được con chúa rồi. Giờ mình về mình két bên cánh nó đi. Chứ bữa mình bị sải rồi. Nên bây giờ mình cũng sợ. Két ít để nó khỏi bị. Nó ra. Xem nó ra nó ba. Mạnh nữa không? Chú có mạnh nữa. Đó đó. Lên ba đi, lên ba rồi. Lên ba đi, lên ba. Lên ba. Rồi. Luôn. Nhung chân anh. Bay mất rồi. À, bay thử. Ừ. Thả vô. Giữ để đất cơ cánh luôn kia á. Đi đây. Còn đây. Thằng cọc nó còn ra không anh? Ừ? Thằng cọc nó còn ra không? Rồi quý vị mình chia sẻ cho quý vị xong. Rồi mình cái cánh nó ăn chúa luôn. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình.